Ba dặn con sao? Ba dặn con cái này là không có được qua cái nhà. Không nghe lời ba gì hết. Hư cái này lấy gì mà con coi tivi? Con biết coi phim hoạt hình không? Muốn coi phim hoạt hình không? Nói bao nhiêu lần rồi, cái này là không có được cầm mà quăng. Con nói cái gì á? Hả? Ba nói con mà con cãi lại nữa hả? Còn đưa tay nữa hả? Bà đập cái tay này. Không có được như vậy nghe chưa? Hả? Ai cho con lấy tay mà con vô trước mặt ba đó? Hư nghe chưa? Ba không chơi với con nữa. Vậy sao ba không có cho con coi tivi nữa? Lớn tiếng với ba hả? Đánh con bây giờ. Cái gì kêu mẹ, cái gì mà kêu mẹ? Mà đánh con bây giờ nè, cái tay nè, cái tay nè, cái tay này nè. Bữa sau ba không cho con coi tivi nữa, nha.